thấy mọi thứ rất là tuyệt vời. Khi mà mình mới vừa đến tức thì thôi là da gà mình đã nổi lên hết rồi, tại vì thấy mọi thứ quá chu đáo, quá chỉnh chu và một cái năng lượng rất là tuyệt vời mọi người trao cho nhau vào ngày hôm nay. Hiện tin rằng là tất cả mọi người ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều điều thú vị và gắn kết với nhau rất là nhiều. Em thấy là không khí rất là vui, mọi người cũng đến rất là sớm. Thì nói chung là ai cũng có tinh thần thể dục thể thao hết. Thì cũng rất là thích những chương trình như thế này của UOB. Trước giờ chị có từng tham gia chương trình lớn nào như vậy không ạ? À thì thường là hàng năm bên UOB cũng hay tổ chức UOB Hub Beat chạy dạ đúng rồi, chạy marathon á. Thì em cũng rất là thích tham gia những ngày hội như thế này. Dạ. Thông qua chương trình cho buổi sáng ngày hôm nay thì không biết chị có gửi lời tinh thần gì cho đồng đội của mình không ạ? Thì em cũng chúc team đá banh nữ Futsal hôm nay thật là thành công nha mọi người ơi. Dạ, thật sự là em không nghĩ là ngân hàng mình lại tổ chức nó hoành tráng như vậy. Tại vì thật sự là trước giờ em đi những cái ngày hội thể thao ở công ty khác thì em chỉ thấy nó ở cái mức độ là mọi người vào thi đấu với nhau thôi. Nhưng mà khi mà bước vào đây thì em thấy không khí rất là nhộn nhịp và tụi em đang rất là tinh thần phấn khởi để chuẩn bị thi đấu cho cái ngày hôm nay.
cuộc thi thì thể hiện được sự đoàn kết, sự duyên tình của tất cả các cổ động viên. Các bạn còn ở lại tham gia tất cả các trò chơi, tất cả các nội dung thi đấu, mình thấy rất là vui, tự hào. Và thấy mức độ quy mô đầu tư tổ chức của UB năm 2023 năm nay ra sao anh? Rất là lớn, rất là ấn tượng, công phu và kỹ lưỡng, từ nội dung chương trình, các trò chơi đến hậu cần, logistics, thực phẩm, hỗ trợ và tất cả các địa điểm, rồi ban tổ chức, thiết kế, tất cả nội dung mình thấy rất là ấn tượng, rất là quy mô. Thông qua chương trình Win Day 2023 của UB Việt Nam, anh có muốn gửi lời chúc gì đó cho UB chúng ta không ạ? Chúc cho UB của chúng ta sẽ luôn phát triển tràn đầy năng lượng giống như những cái cuộc thi, giống như những trò chơi hôm nay, và càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa.